hết thấy đường luôn á. Chỗ này luôn. Nó ngon luôn á. Nó giống nhớ mẹ hả con? Chắc khóc khóc phải. Chào con. Qua động viên cô đi con. Cuộc sống ai cũng có lúc phải rời xa gia đình ông bà cô bác. Những đứa trẻ ở đây là những cái hoàn cảnh đặc biệt. Được quý Mạnh Thường Quân cứu giúp rồi, nhưng mà bây giờ là chị á, là cái thời gian của chị tính bằng giờ phút bằng giây không bà cô bác. Cũng mong trời Phật phù hộ độ cho chị. Giờ chị con cũng không còn nghe rõ nữa, đôi mắt cũng không còn nhìn thấy. Bữa nay thì ba Tâm Mẹ Ngọc với nguyên tiểu đội, những đứa con của ba Tâm Mẹ Ngọc đây. Chào bà cô bé. Là chuẩn bị thăm hoàn cảnh đặc biệt. Bé Hương là Tết tới nay là cũng mới thu xếp xuống. Bé Hương là hoàn cảnh là có người mẹ là bị ung thư con mắt không bà cô bác. Thì thập tử nhất sinh, nhưng mà sau khi mà gặp được quý Mạnh Thường Quân với ba mẹ Tâm Ngọc làm điểm tựa tinh thần cho bé Hương, thì bữa nay là gia đình cũng đã ổn rất là nhiều. Bé Hương đang đi ra bên ngoài không bà cô bác. Trước nhất thì Phong Nguyễn với đại gia đình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô bác Mạnh Thường Quân, quý khán giả nha. Dạ bà. Ê. 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 Nè. Đi lại mở cửa cho mẹ. Rồi phanh tay chào ông bà cô bác đi con. Con chào ông bà cô bác. Chào bà cô bác. Dạ Tâm Ngọc xin chào ông bà cô bác. À, đầu năm mới thì vợ chồng em cũng xin chúc sức khỏe quý ông bà cô bác, anh chị sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài. Rồi anh Tâm ơi, né cho một tiểu đội quá hùng hậu, phát tài gì dạ. Chúc sức khỏe bà con cô bác nguyên xe em bé. Chúc tất cả các con cô bác mời cô bác cùng gia đình em đi qua tham quan nhà của bé Hương. Đâu qua đây con. Ở này lớn rồi. Quá trời cao luôn rồi má. Ở này lớn rồi chị. Hiện nay khởi công gì cũng bán gì chưa? Bình thường chứ. Dạ. Mời ông ngoại bà ngoại đi qua. Này không biết là mẹ của bé Hương bây giờ sức khỏe như thế nào. Đây là ông xã của chị nha, ông bà cô bác. Chào anh ha. Rồi mới đây làm bạn hỏi học nó máy dạy kìa. Dạ. Làm máy dạy kìa. Tính lớn không anh? Đi. Anh đi làm chưa? Mùng 9 đi làm ha anh. Này lớn thì nhỏ giò. Thôi. Lên mà phải dẫn mẹ lên nữa thầy ơi. Ơi. Cảm ơn con gái. Nguyên bầy con không để cho bé Hương đã dắt lên. Ủa mẹ ở đâu? Mẹ đâu rồi? Mẹ nằm trong nhà hả? Đi. Trời ơi bữa nay mẹ của bé là nằm trong buồng luôn. Nhưng... Rụt cái dốc quá trời. Ủa bữa nay là phải dắt. Bữa nay là phải dắt chị đi rồi. Bữa nay là chị hơi mệt rồi bà cô bác. Mẹ con còn thấy đường không con? Sao thấy được, hết thấy luôn. Hết thấy đường luôn á. Bữa nay mà ngồi xuống đi cơ. Chị nhớ em tụi em không? Trời ơi. Bữa nay nó lan rộng quá. Lan. Lan này. Khỏe không cơ? Biết ai không? Biết ai không? Em biết ai không cơ? Biết ai không? Chị nói chuyện em biết ai không? Hả? À? Biết không cơ? Miếng quạt hả chị? Miếng quạt đâu? Anh đem miếng quạt cho không có rồi, có là được rồi, anh được rồi. Đây là anh ngoại của bé Hương. Hương ơi, ông ơi. Khỏe không? Lớn rồi. Mở cái đèn lên cho xem. Thôi đừng mở quạt anh. Đừng mở quạt nữa ông. Nắm tay nó dày, nó chịu lắm. Dạ. Biết không? Cái này chỉ quá trời đuối rồi bà. Mày ốm rồi. Mày mẹ ốm vậy lắm. Chút xíu
Nên bé Diễm nó nhìn hình ảnh này nó nhớ mẹ nó đó má. Mẹ con lúc trước là bị giống như vậy đó. Dán mắt à, dán mắt nhìn luôn. Cứ ăn con, thấy thương quá ông bà cô bác ơi. Biết ai không? Cái lớn mà. Dán mắt nè. Đó. Nó ăn được không em? Bé Hồng á. Bữa nay hầu như nó ăn hết nên nó không phải ăn nữa không quá. Anh lại lúc nghe Phật đi anh. Mẹ ơn mà, thương quá. Cái bình bông héo rồi, em mua bình bông khác rồi em thay bình bông Phật đi nha cưng. Dạ. Mình ở gần chợ mà. Bây giờ này bà Tâm cũng đại diện gia đình để thắp nén hương bàn Phật không bà cô bác. Anh sẵn lấy bông xuống luôn đi anh, tại nó tàn quá rồi. Nguyên hốc mắt nó bị ăn hết trơn. Nó nên mẹ còn biết con không? Còn. Ngồi với mẹ đi con. Hồng ơi. Không. Nghe luôn. Hết nhà bà. Hồng ơi. Hết nhà đi bà. À. Ở bên bên đây cũng xong luôn á. Nhớ không? Nhớ anh không? Ừ. Thôi còn nhớ ba. Ăn lại đi hết luôn. Hết mà. Bữa không 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 có đường mà đi làm cái nhà cậu đầy đủ hết trơn. Đây cũng làm nhà cầu hết anh. Làm nó trang này hủ đó, làm nó dễ quá đó luôn. Đây nhà. Nhà cũng được sửa sang lại để cho chị đi đi vệ sinh ở trong nhà. Biết Diễm luôn. Dạ. Biết Diễm luôn chị. Trời. Nó tên Diễm luôn á. Diễm. Biết bé Diễm nè. Mẹ, mẹ nó cũng bệnh như em vậy đó. Phải không? Cháu nữa. Thì có lên lần nữa không? Đúng rồi. Rồi ăn uống gì được không? Em ăn cơm được được không? Ăn cơm. Cháo, cháo. Ăn cháo không hả? Cháo, cơm rồi năm nay ăn Tết lắm. Hôm nay có sắm đồ cho Phương không? Không nghe. Phương trả lời không? Đó, mua đồ to. Giờ anh chị ghé chợ đây đi chơi. Cho không? Rồi, cho luôn. Bị cho vậy mà còn ấy. Chở nó lên chảnh luôn á. Chở luôn. Hả? Chở lên Bình Dương luôn. Ừ. Rồi, mạnh dữ trời. Sợ, để nó đây nó lo cho em. Hả? Để nó đây nó lo cho em. Chứ phòng ơi Diễm khóc. Chứ nó đi rồi ai lo cho em. Diễm khóc luôn bà. Nhớ mẹ nè. Nhớ mẹ hả con? Chứ khóc khóc vậy. Nhớ mẹ nó đó. Nhớ mẹ. Ờ. Chào con. Qua động viên cô đi con. Con qua động viên cô đi. Con qua động viên cô đi.
Con ngồi kế bên cô vậy. Con ngồi xuống luôn đi. Nắm tay cô nè, động viên cô. Diễm nè. Nhìn cô nhớ mẹ con. Nay mốt hai đứa là chị em nha. Gọi điện nói chuyện với nhau cho vui. Đây nữa nè. Mấy người từ từ là con sẽ biết số điện thoại hết. Nay ba mẹ chở xuống đi thăm con nè. Để hôm Tết ba mẹ bận quá không có đi được. Đấy rồi. Còn hai đứa này là ở Hậu Giang. Diễn còn tới hai đứa này là sợ nó hết coi được. Dạ. Mắt nó hết coi được. Chỉ coi được Diễm nhiều nhất. Bà lỡ đi chợ quá. Chút nữa là cũng chợ. Diễm nó sống lòng nữa con. Nó ăn vô là mũ luôn à. Ăn vô chút chiếu mẹ nè. Rồi muốn ăn cơm nó cái mũ giống như hộp thịt lợn vậy. Nó ăn vô ăn ba mũ mũ rồi. Cháo đi cháo rồi mình đặt nấu lỏng lỏng đặt ống hút mình hút. Con có muốn nói gì với cô không? Nói đi. Chúc lấy rồi con. Chúc ăn uống. Cháu hả? Chúc ăn uống cô và mấy em nha. Em buồn đó, em buồn. Tại vì số mẹ bệnh rồi, số mẹ đi đúng không? Cái số mẹ lại không gửi với con đúng không? Cho mẹ đi. Trời ơi, máu nó nhiễu ra ngoài. Cô nghĩ là không hết bệnh nha cô. Cái thằng gì nha? Khía hả? Cái thằng gì mà... Em Diễm không? Khía, phải không? Cái thằng gì mà bán cho cô á cô? Thằng gì bán cho bán cho cô cái gì nữa quá nè? Khía. Khía. Ừ, cái hạn gì khía. Khía. Mà khía. 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 Nữa nó điện thoại qua lại với nhau cho nó đỡ buồn. Thấy không? Với mấy đứa này nữa nè, đứa nào nữa cũng điện thoại nhau. Đi không? Đi chơi đi con. Chơi không? Được kia đi chơi. Xô không có tới là nhớ ha. Tao nữa con. Nè, cái thứ mình khóc hoài nữa tao nữa. Nhức đầu hả? Nhức đầu. Thì đi lên đặt hai đứa trên đầu đi đó. Nó khóc lê lê. Rồi. Xúc động hả? Khóc hết. Con qua động viên cô đi. Cô sống được ngày nào hay ngày đó đó con. Con đã từng có cảm giác như vậy đúng không? Hôm qua bên cạnh cô nè. Bé này 1 tuổi rồi. 12 gì tuổi con? 12, 13. Con là nhiêu? 13 hả? 12, 13. Con qua cạnh cô nè, con trò chuyện với cô đi. An ủi tinh thần cho cô đi con. Sâu hả? Dữ quá. 13 nè. 13 nè, có 13 tuổi. Có chút trên số mấy chị nha. Đi học về đánh đổi mình điện thoại với chị nhau chơi. Zalo á. Bạn Zalo.
Vô ngồi luôn đi con. Ngồi bên cạnh Diễm nè. Cái cuộc sống em có lúc phải rời xa gia đình ông bà cô bác. Những đứa trẻ ở đây là những cái hoàn cảnh đặc biệt, được Quý Mạnh Thường Quân cứu giúp rồi. Nhưng mà bây giờ là chị á, là cái thời gian của chị tính bằng giờ phút bằng giây không bà cô bác. Cũng mong mong trời Phật phù hộ độ cho chị. Giờ chị con cũng không còn nghe rõ nữa, đôi mắt cũng không còn nhìn thấy kỹ nữa không bà cô bác. Nhìn hình ảnh này con cố gắng lên nha, dán niệm Phật cho con. Nay vui nha, có mấy chị mấy em tới thăm gia đình mình nghe đầu năm nè. Hôm Tết thì ba mẹ bận quá không có xuống được. Ngày mới vô sẵn dịp dẫn mấy chị đi. Nè, vì sống nữa chứ hợp con đi về bển là cái gì ba tâm lập ở luôn nè. Chị em vui nha con. Thôi, nó sống rồi, gửi cái phương về chán. Dạ. Giờ dưới sâu quá. Em yên tâm đi nha, nữa có mấy chị em đó là vui lắm ha. Có mấy chị em đó nữa là chơi với nhau, động viên nhau. Móc méo với cô đi con. Cô móc méo với con đó. Nhất chịu rồi nói. Ăn uống hết cái đầu rồi còn đâu nữa. Ngủ rồi. Chị nhớ em không? Chị nhớ em không? Thấy phòng gì? Dạ em không. Hôm nay Quy nó bận nó đi không được. Ngay quả về phòng đi. Ok, giờ mình ráng đi, trước ra đâu ráng niệm Phật đi em ha. Ráng một Phật nha. Nó nặng đâu nó thấy vậy? Chị rồi đi mua đồ quá. Mua đồ rồi. Nè, đây có nè. 1, 2, 3, 4, 5. 5 đứa dưới đây nữa là 6 đứa. Vui không? Ha, rồi em yên tâm đi, nữa là nó có chỉ của em. Dạ, mấy chị em con. Dạ. Trong mình đó à. Mấy chị em. Không. Chọc rau hả? Động viên cô đi con, Lê Quyền. Con nói gì với cô đi. Thank you.
Quỳ đâu cũng thấy. Quỳ bữa nay nó bệnh rồi. À, nhà nó có việc, nó không có đi được. Chứ không rồi nó cũng xuống đây, nó thăm em rồi đó. Tuy nhiên nó cũng thương bé Phương lắm. Nó 12 tuổi rồi không? 18 hả con? 18. Đúng hả? Mà nó bệnh nè. Nè, bệnh. Bệnh đó. Đó, đứa này cũng bệnh luôn nè. Nó bệnh xong đó. Đó, thấy chưa? Hai đứa con bệnh bị gian to đó. Sự nhờ ba má không? Những lời nhắn nhủ cuối cuộc đời đó bà Tâm. Giờ mình biết sao vậy, thôi mình tạo cho điều kiện cho Phương đó nó kết nối với mấy đứa này nó dạ. Ở, có gì nó còn có bạn có bè nó vui phải không? Dạ. Mẹ mẹ giờ con ở chị đó. Ra vậy. Nhớ gì biết quá mai đổ tụi con không? Cũng mong qua đoạn clip Phong Nguyễn cùng với ba Tâm mẹ Ngọc chia sẻ, bà cô bác cũng niệm Phật cho chị ở đây, chị bệnh tật tiêu trừ cho cơn đau nó nhẹ nhàng bớt không bà cô bác. Nó bệnh mà nó đi ăn uống mấy đứa nhỏ dạ. Tội nha.
Dù bị như vậy nhưng mà chị vẫn lạc quan. Tuổi mấy đứa nhỏ, tuổi chị cũng buồn, mẹ mắt. Em dặn mấy đứa nhỏ lại thăm mới vui không? Dặn mấy đứa nhỏ lại thăm em mới vui không? Vui. Con quá trời con phải không? Gái không phải không? Ở với bà ngoại. Cái này ở Hậu Giang nè. Hai chị em. Chị bệnh. Em thì buổi sáng đi học, buổi chiều đi bán vé số. Bán vé số với mẹ, phụ mẹ. Nó bị tiểu đường nữa. Chứ đâu phải bị ghen thân đâu. Đi em mua ít quà trái cây tẩm bổ cho chị ông bà cô bác, bông đồ để trưng trên bàn thờ mẹ Quan Âm. Nè cưng, hộ em đâu anh? Lần nào mẹ xuống chặt dẫn đi. Ô, mẹ đâu à? Đi cha đâu à? Vô đi đọc. Đây. Vô sắp đọc. Vô sắp đọc ra đi. Con bên đưa cho cha đi. Đưa cha ha. Đứng đây. Thầy bông lên chảnh hả anh ha? Lúc bữa nay thăm em vui, không biết em là chị nè, em không á. Như chú chị nhỏ này à. Đến đi. Em mấy đứa này hết á, có chị này. Con sắp hết nho ra cúng đi con. Cúng rồi, cúng Phật đi rồi. Tí rồi mai chiều vậy đó là tỉnh cho mẹ với con em. Hết lên. Hết con, em hết lên, em hết lên. Bỏ hết nho vậy đi. Bỏ hết nho vậy đi. Ủa, cúng đâu hay vậy? Trời ơi, ông ơi, cũng hai dĩa trời ơi, xin lỗi con, xin lỗi con mẹ. Trời ơi, con không biết chứ ghê không? Dạ. Chia làm hai dĩa trời ơi, có mình thờ. Vậy thì nãy em, anh, à, nãy em thấy có một bàn Phật nên em mua cái bình bông. Chia ra cái... Không sao đâu, nó bớt mà. Thiệt không? Lấy cái ly, bỏ cái bình, nó lâu, chia cho nó chia ra. Mấy chú Hòa Thành. Để nghe bông rồi chứ. Mấy chú Hòa Thành. Để cha làm được con. Chú đó Hòa Thành. Dạ. Yeah. Ơi, lấy cái khăn lao cho mẹ đi con. Lấy khăn cho mẹ coi. Ôi, nín đi. Mấy đứa nín đi. Đừng khóc.
khóc từ nãy giờ. Hết. Mang mang lắm bà. Nó đi Nguyên. Đây nè, mong bé Hương vô đây thôi không? Bây giờ là đây là ai đây? Bác Tâm hả? À? Đây. Bác Tâm thì phải ba Tâm con. Ba bác thì phải bác Ngọc luôn. Nè, giờ con kêu bác Ngọc, bác Tâm. Nè là con kêu làm sao? Ở đây nó mẹ ba mà. Hả? Ờ mẹ ba. Kêu mẹ ba. Thì nói đây thì con sẽ truyền đạt lại cái ý của ba mẹ Tâm Ngọc cho mẹ con nha. Với lại cha để cha con lên cúng. Xích cái bình vô nha người em. Xích cái bình vô chút đi. Ngoài vô trong Phật á. Vô tượng Phật á. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Tội nghiệp thì đàn ông mà con cũng cái cúng kiến rồi vợ con bệnh đau nữa thì cũng rồi qua đứng luôn đi anh. Cũng hơi qua lo tí xíu. Thì chị nói với em là hồi trước Tết là con điện thoại mẹ với ba Tâm con nói sao? Nói lớn lên. Con đầu rồi mẹ nói sao? À, mẹ hứa với con thì hôm nay là coi như là mẹ xin lỗi con. À, là mẹ sai. Là mẹ sai là do cái không phải là do mẹ không giữ lời hứa, nhưng mà sai gì là do cái điện thoại nó trục trặc, không có điện được. Thì em cũng thưa với anh chị là ở đây có anh chị ngoại. Thì bữa hôm nó điện thoại em, nó nói vậy nè, ba Tâm ơi, cho tiền con mua đồ Tết. Thì anh Tâm em có hứa là thôi để mai mốt đi ba mẹ xuống mua cho. Rồi xong xuôi là coi như là điện thoại trục trặc cái rồi vô mua qua Tết luôn. Thì hồi nãy là khi em xuống em điện thoại nó, thì hỏi có buồn mẹ không? Nó nói buồn. Nó trả lời vậy luôn, nó không suy nghĩ, nó nói buồn. Rồi nhưng mà buồn đây là con đừng có buồn mẹ. Là con nhiều khi là cái đó là cái sự trục trặc nhỏ thôi. Chứ ba mẹ nói là ba mẹ giữ lời. Thì hôm nay dù là mùng 6 Tết, nhà bà ngoại là không ai chăm. Nhưng mà mẹ cũng tìm mọi cách để dẫn coi như là mấy chị, là mấy em là xuống thăm con, rồi tí xíu nữa đây là sẽ chở đi vòng vòng chơi Tết ha. Rồi thì ba Tâm sẽ thực hiện theo cái lời hứa là sẽ xuống mua đồ cho con. Dù hôm nay có muộn màng đi nữa, nhưng mà cũng trao cho con cái tình thương. Trao cho con cái tình thương. Bởi vì ba Tâm là với mẹ Ngọc là luôn luôn nhớ về những cái vị mạnh thường quân đã giúp đỡ trong cái đất nước Việt Nam mình, là luôn dặn dò là hoàn cảnh hoặc là Tâm Ngọc là sống phải có cái niềm tin. Thì hôm nay là mẹ không bao giờ, mẹ với ba Tâm không bao giờ cho con mất cái niềm tin, sẽ đem cái niềm tin đến cho con. Còn cái như con nói buồn vậy là con chỉ hiểu lầm thôi, chứ ba mẹ không có, không phải để muốn để cho con buồn. Ba mẹ xin lỗi con nha, đừng có buồn nha, không sớm muộn gì cũng đến à, chứ còn đâu phải bỏ luôn đâu mà buồn, biết không nè. Thì đây ba Tâm sẽ bù đắp cho con cái tinh thần đây. Tèn 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 một sợi dây chuyền. Thấy không nè ba. Ba đeo cho nó đi luôn. Đeo luôn hả? Dạ ba đeo cho nó đi ba. Con thích dây chuyền đúng không? Đưa con đưa mở cho nó. Rồi ba đeo cho con nha. Hãy tóc lên. Đứa nào cũng có bông dây chuyền gà đá lắc. Chị hai á, thì chị hai biết trước, chị hai Diễm á, nên đầy đủ. Đó. Đẹp không? Sao con thấy con vừa ý không? Nè, mấy em, mấy bạn thấy nè. Cảm ơn ba nè. Cảm ơn ba nè. Cảm ơn ba. Ngốt nói chuyện với mấy chị là Lanh à. Cứ điện thoại nói chuyện. Rồi sao con hết buồn chưa? Không buồn không? Nói chung có lắc đầu. Nghe không à? Con hiểu lầm mẹ phải không? Hiểu lầm ba con buồn phải không? Ba sao con buồn ha? Con nói sao? Nó thấy mình không xuống, tưởng là mình bỏ nó luôn rồi. Giữ cái hộp đi để định vàng. Nè mấy chị thấy em đẹp không?
mà nè. Nè, không cho mẹ nó kìa. Cho mẹ rào đi. Đẹp. Đẹp không? Mẹ thấy không? Không, mẹ thấy không? Không, giới hỏi Hương đẹp không? Hương đẹp. À, thì sẵn dịp đây em cũng thưa với quý nhà hảo tâm, với Mạnh Thường Quân và các coi như là quý vị khán giả trên kênh của Phong Nguyễn, cũng như tất cả bà con trong và ngoài nước, không phải là nghèo mà em sắm sửa như vậy, nhưng mà đây là cái mơ ước của con rất là thích dây chuyền, thì cũng không là bao nhiêu, thì Tâm Ngọc cũng coi như là thương tụi con nhỏ, cho tụi con cái niềm tin, mỗi đứa dây chuyền lắc cà rá bông là đều là cái cho nó cái tinh thần, chứ không có đáng là bao nhiêu. Chứ nhiều khi anh ngoại biết không, nhiều khi bà con người ta nói sao người ta nghèo mà không cho tiền người ta ăn đi, mà đi sắm chi, ví dụ vậy. Thì bà con cũng thương em, đây là cái cũng như là cái ý thích vợ chồng em cho tụi nhỏ cái tinh thần. Thì mong bà con có gì quan hệ cho tụi em ạ. Có chút xíu rồi cho có chút xíu cho vui chứ không có đáng là bao. Chứ là mấy đứa nó con gái nữa. Chứ như trời ơi trời nước mắt. Nhưng bà con thấy hồi trước á, là chưa có Phong Nguyễn đến thì cái tinh thần những hoàn cảnh này rất là sa sút. Bây giờ có quý nhà hảo tâm, nhà Phong Nguyễn kết nối quý nhà hảo tâm là mấy đứa trẻ này nó rất là coi như là nó trưởng thành hơn, rồi cuộc sống là đỡ vất vả hơn. Thì cũng cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất nhiều, cảm ơn bà con rất nhiều. Nín đi con, nín đi đừng khóc nữa, con khóc hoài đừng khóc nữa, nín đi. Rồi, anh có lời nào nói với lời nha. Rồi, năm mới ta chúc gái học giỏi nha, nghe lời mẹ nha. Chúc gia đình em cố gắng niệm Phật đi, và tập được tiêu trừ, vượt qua được. Mọi người nhiều sức khỏe ha. Dạ, rồi thì Phong trao quà của chị Hương Phụng đi, trao của Phong. Dạ. Yeah. Với anh ra ngoài anh lấy anh gạo nha, đem cho con gái. Con đứng đó đi, đứng đó đi. Đứng đi con, đứng đi. Đứng đó đi. Bữa nay ngày vui mà. Uống được. Sao chị? Chị khỏe không? Cố gắng nha, cố gắng niệm Phật vô. Đây giống như những đứa con chị thương chị nhiều lắm. Mà bữa nay em đi xuống có một người chị của em là chị Hương Phụng của bên Mỹ, thương chị với thương bé Hương với ông xã gì nữa, với một nghị lực của người phụ nữ, một người mẹ là quá trời lo cho con cái luôn. Thì chị Hương Phụng có gửi tặng chị là 100 đô ha. Này chị gửi lời thăm với chúc sức khỏe gia đình chị, mong chị cố gắng vượt qua bệnh tật ở lại với chồng với con ha. Dạ. Chị Hương Phùng. Dạ. Này, chị nhìn đến kia, chị đang nhìn chị với cô bác Mạnh Quân nhìn chị đó. Cảm ơn cố gắng này chị. Phong Nguyễn cũng cảm ơn chị Hương Phùng với tất cả ông bà cô bác Mạnh Quân rất là nhiều luôn. Dạ, thì em để cho trong dụng thế này. Em thì là nhà hảo tâm. Nhân dịp Tết này thì anh chị cũng có đem 5 túi gạo cơm, túi miếu cho hai vợ chồng với con gái nha. Nó mang lấy thảo với chị. Rồi nó thiệt tình mà nói gạo này là chưa đứng được của chị đâu nha. Là hồi nãy á, là chị đi chị có ghé thăm chị Hương Phùng, cũng là một quý Mạnh Thường Quân rất là lớn, đã gửi tiền về ủng hộ hoàn cảnh của em và tất cả mọi hoàn cảnh trên coi như là đất nước Việt Nam mình, khắp miền đất nước đó. Thì chị nhân dịp hôm nay thì chị cũng có phát 100 phần quà. Mới đầu thì chị cũng nói là để chị gửi gạo, gửi đồ. Thì chị mới xin, chị nói là hôm nay thì em có chở gạo đầu, nên là chị mới không gửi gạo cho em nữa. Chứ thôi là em cũng được gạo của chị Hương Phùng lại.
À, chị đã đem lên xe rồi nên chị nói là hôm nay tụi có em đem gạo rồi, chứ chị nghe là chị nói xuống bé Hương là chị cũng tính gửi gạo nữa chứ không phải là tiền không đâu. Rồi gì mất học chưa? Xong rồi. Thì hôm trước anh Khánh với chị Liễu ở Úc không? Dạ. Phải không Phan? Dạ đúng rồi. À, thì nói đúng ra anh chị đi về cũng là một mạnh thường quân ở Úc ủng hộ bà con người Việt Nam rất là nhiều. À, thì hôm trước anh chị có xuống với thăm anh chị anh Khánh và chị Liễu. Thì cũng cận Tết rồi thì anh Khánh chị Liễu có gửi cho anh chị một chút xíu lọc, lọc đầu năm. Thì chị dạ em thưa anh Khánh với chị Liễu, thì hôm trước là anh chị có gửi cho tụi em cái lọc đầu năm là cũng khá khá lớn, thì em xin nhận xin chân thành cảm ơn và ghi nhận cái tấm lòng tình yêu thương của anh chị trao tặng cho vợ chồng em. Em ghi nhận tấm lòng mà và biết ơn chị rất là nhiều. Em nhận tấm lòng, còn cái số tiền đây là em xin trao gửi để hồi hướng cho mẹ của chị là đây nè, mẹ chị nè, đưa này đưa đầu nè. Đây Lê Thị Mỹ cho mẹ, cái này hồi hướng cho mẹ của anh Khánh với chị Liễu ở Úc là mẹ Lê Thị Mỹ. Đây $100 dạ là 1,7 triệu nha Phong. Dạ à, 1,7 triệu là hồi hướng cho mẹ Lê Thị Mỹ. Dạ đây em cảm ơn anh Khánh với chị Liễu đi ở Úc. Nè. nhìn vô màn hình rồi. Anh Khánh chị Liễu nó đâu nghe được, nó không nghe được thì thôi em người chăm vô đại chị Liễu. Rồi cảm ơn anh Khánh chị Liễu ở Úc đi. Lớn lên. Lớn lên. Dạ. Thôi tại vì em đã bị bệnh không nghe được. Vợ chồng em thật sự đại diện gia đình. Cảm ơn vợ chồng Khánh chị Liễu đã hồi hướng cho mẹ là Lê Thị Mỹ. Chị giờ đang ở Úc, nhưng về Úc rồi phải không? Dạ dạ bác. Thôi hôm nay cũng chúc gia đình anh chị bước sang năm mới được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý, làm ăn được thuận lợi. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Dạ cảm ơn anh Khánh chị Liễu rất nhiều ạ. Rồi bà má khép chương trình luôn đi bố. Không để nó vô luôn. Vô vô đi. Rồi đây là cũng đang để hỏi thăm anh ngoại xíu nè. Vâng. Hỏi thăm anh ngoại xíu đi Phong. Má hỏi đó. À, sao thì ở đây anh thấy là bữa nay là sức khỏe em nó kém như lắm mà không anh? Yếu như lắm rồi. Yếu như lắm rồi hả? Ngày hôm qua mà tối mà nó ra nó ngồi nó đau nhất hả? Nhất trần nè, mặc dù thuốc mùi giảm đau uống có bữa trời uống cho nó đỡ. Uống cho đỡ nhất. Dạ. Dữ lắm rồi nghiệp luôn đó. Thì anh ơi, ở đây thì nói chuyện với anh á là mấy Phương với Hương cũng xem anh như là ông ngoại bà ngoại, thì cũng nhờ sự cái giúp đỡ của anh từ trước tới giờ thì em cũng biết em và chồng em cảm ơn anh rất là nhiều. Thì cũng mong rằng là em trai này nó cũng hiền quá trời đi, thì có nhờ gì thì anh nhắc nhở giùm coi như là cha nó nha, chứ hôm nay thấy mẹ nó ốm dữ lắm. Ốm. Dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Dạ. Không vô đi, để vô đây. Được qua. Không, để vô đây đi. Vô qua cả nhà đi. Được. Nó vui.
Dạ dạ. Nãy giờ khóc quá rồi, vậy vô cho mấy nhỏ rồi, nhỏ ngồi luôn hả? Ngồi luôn đi, tính trong chỗ. Rồi. Thôi thì trong ngày hôm nay Phong Mỹ với bà Tâm Đại Ngọc với tất cả những thành viên ở đây thật sự là thấy hình ảnh của một người mẹ mà cái thời gian bên cạnh con với chồng đó, tính bằng giờ bằng phút bằng giây, ông bà cô bác thấy thương quá. Thì mong cô chú là cũng niệm Phật cho chị, nếu mà cô bác có thương gia đình đó, nhất là cái tương lai của bé Hương ở đây á, thì có thể là gửi ít quà nào đó để ủng hộ gia đình, để cho chị lỡ có bất chắc gì cũng yên tâm. Rồi bên cạnh là những lời nhắn nhủ của một người mẹ gửi gắm cho ba Tâm Mẹ Ngọc ở đây. Thì nói chung là cái nếu mà trong gia đình hoặc là ai có người thân bị như vậy mới hiểu được cảm giác nó buồn, nó đau lắm không bà cô bác. Thì Phong chỉ biết là niệm Phật giúp cho chị thôi, còn mong cho chị mau hết bệnh để cùng với chồng với con sống quãng đời còn lại. Nhưng bây giờ cũng biết sao á, ba má cũng nói thôi mình kết chương trình thôi má. Thôi giờ chỉ mong trời thân lên cho phù hộ cho em đó, cái may mắn hay là cái kêu là một cái gì đó, khi mà chùa người ta hay nói là phép màu, một phép nhiễm màu gì đó, xua đi được bệnh tật này để sống với chồng với con. Bé Hương nó còn nhỏ quá. Rồi thôi em cố gắng lên nha em. Rồi nghe nói giờ là thôi vậy không, chào bà con. Chào bà của ba nha. Chào bà con. Chúc ông bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Nó biết chùa người tới rồi. Không, bé này con gắm nó nguyên à. Nó nguyên. Kèm chứ không. Rồi. Thôi em giữ gìn sức khỏe nha, nãy nắm tay nó. Chào cô về đi tụi con. Thế nha. Rồi, ra về. Rồi. Rồi. Nè mày dặn nè, thí dụ điện thoại mày không được thì từ từ điện lại, đừng có buồn nha không? Nhiều khi luôn buông mắt bà ngoại đó nha. Nhắn tin nữa con. Nhắn tin cái mẹ. Nha. Rảnh mày coi lại. Rồi, nhắn con. Con về con. Rồi quên nữa. Để quên. Dạ. Em xin chị Hương cùng cho em ít kẹo cho bé Hương. Quên nữa. Cô Phùng gửi kẹo cho em bé nhiều dữ lắm, mẹ sẽ xin một xíu là gửi cho con. Nói xin vậy chứ cô Phùng cho đó, nhưng mà mẹ xin phép vậy thôi nha, để ra xin ít kẹo. Giờ ra lấy kẹo luôn nè con. Rồi mấy tụi con chào cô đi, giờ mình về để cho cô buồn đó. Giờ ở đây đâu có chỗ nào đâu cha. Dạ dạ. Đây đâu có du lịch gì hay không? Đây đâu có gì không? Đây không có khu du lịch hả con? Mình bốt hè đi lên nhà ba mẹ. Ô này sao lọc được hay không? Chồng mở cho chồng. Cái này là chị Hương Phùng gửi kẹo cho mấy bé nhiều dữ lắm á bà con. Trên mấy ngàn tới gần 80 đứa nè. Rồi thì vô lấy dao cắt. Dao con nó cho mượn cái dao. Của anh kia mượn cái dao con. Cái dao nữa nha. Đến đi. À, xin Zalo của em là cứ đặng có một cầm cầm dao qua trả chú đi con. Không, con cầm dao qua trả chú đi xe đó nha. Xin vô đi bé Quân. Giờ cho một ôm luôn nè. Dạ, em xin phép chị Hương. Cái này của cô Hương cho con nha. Cảm ơn cô Hương Phùng đi con. Đùm áo đi, trời ơi chị Quyên. Rồi ăn kẹo mà tới đùm luôn á bà con. Đây. Kẹo ngon lắm đó. Kẹo ngon dữ lắm, kẹo này kẹo Mỹ nha con. Tình yêu thương của cô dành tặng cho con đó. Rồi đây. Rồi.
Cảm ơn cô Hương Phùng đi con. Cảm ơn cô Hương Phùng, con nhìn đây cảm ơn cô. Còn mấy cái mạch kẹo này. Dán học dỗ ngoan ngoãn nha con. Con thân con có mạch kẹo nào không, đem cho nó mạch kẹo nữa đâu rồi phải không? Dạ. Đường. Rồi con cố gắng lên nha. Lên. Mẹ con bây giờ chắc về cứu Phật rồi. Đây, để vô lấy cái chén này. Chế cho miếng kẹo. Dạ. Để con vô lấy chế kẹo ngon đi lắm. Kẹo Mỹ. Kẹo Mỹ có khác không? Dạ. Thơm lắm. Nó thơm hấp dẫn. Dễ dạ. Sợ. Cái chén. Xuống lấy cái chén con. Quá thơm quá. Rất là ngon. Mình nghe cái mùi này mình còn thèm. Đừng nói chị tính dạ. Nữa không. Ngon quá con ơi, để thấy mẹ cũng thèm nữa. Ăn cẩm thơm quá, ngon quá trời luôn, quá rồi quá trời ơi. Con cảm ơn cô Hương đi, rồi con mang nha mọi người nha, nào nào. Ừ, chào anh luôn nha. Cố gắng lên nha. Có gì điện anh. Cố gắng nha con. Rồi, chào con gái. Chào ông bà cô bác luôn.